Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Liverpool với Arsenal 22 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4 năm 2023, vòng 30 ngoại hạng Anh. Tâm điểm của vòng 30 ngoại hạng Anh sẽ là cuộc đại chiến giữa Liverpool và Arsenal tại Anfield. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều khát khao giành chiến thắng. Với đội chủ nhà, 3 điểm sẽ giúp De Kop tiếp tục níu kéo hy vọng chen chân vào top 4. Ở chiều ngược lại, Arsenal tất nhiên không hề muốn khoảng cách giữa họ và Man City bị thu hẹp. Nhìn vào tỷ lệ đồng banh mà nhà cái đưa ra, có thể thấy Liverpool không được đánh giá cao bằng những vị khách đến từ thủ đô London. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi quỷ đỏ vùng Merseyside đang có phong độ không tốt với mạch 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường không thắng, trong đó bao gồm tới 3 thất bại. Trong khi đó, Arsenal đang duy trì được sự ổn định tuyệt đối tại ngoại hạng Anh với chuỗi 7 vòng đấu liên tiếp toàn thắng kể từ sau trận thua Man City. Thế nhưng bất chấp sự vượt trội về phong độ, chưa chắc pháo thủ đã khuất phục được Liverpool. Đầu tiên cần phải khẳng định rằng Liverpool luôn cực kỳ đáng sợ khi được thi đấu tại thánh địa Anfield. Sau 13 lần đón khách ở ngoại hạng Anh mùa này, Liverpool đã thắng 9, hòa 3 và chỉ thua đúng 1 trận. Quan trọng hơn, Liverpool đã bất bại trong mọi trận đấu trên sân nhà với các đối thủ thuộc nhóm Big Six. Cụ thể, đội bóng thành phố cảng đã đánh bại Man City 1-0, hủy diệt Man United 7 bàn không gỡ và chỉ chịu chia điểm cùng Chelsea. Tại Champions League, đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp đã giành trọn 9 điểm sau 3 trận sân nhà ở vòng bảng. Đến vòng knockout, Mohamed Salah cùng các đồng đội đã khiến người hâm mộ phải ngất ngây với hai lần xé lưới Real Madrid chỉ sau 14 phút bóng lăn, trước khi tự hủy bằng hàng loạt những sai lầm sơ đẳng để rồi phải hứng chịu thất bại nặng nề 2 năm. Tóm lại, Liverpool với điểm tựa Anfield hoàn toàn đủ sức quật ngã bất kỳ đối thủ nào. Trên thực tế, Arsenal đang là đội bóng cày điểm sân khách tốt nhất ngoại hạng Anh. Trải qua 14 cuộc viễn chinh, Arsenal đã thắng 11, hòa 1 và chỉ thua 2 trận. Tuy nhiên, hai trận thua Man United, Everton hay thất bại trước Man City tại FA Cup cho thấy rằng Arsenal không phải cỗ máy bách chiến bách thắng và đôi khi vẫn đánh rơi điểm số. Thống kê đã chỉ ra rằng Anfield luôn là mảnh đất đi dễ về khó với Arsenal trong một thập kỷ trở lại đây. Nếu chỉ xét kết quả trong thời gian chính thức, The Gunners đã không thắng nổi Liverpool trên sân khách 12 trận liên tiếp, trong đó phải nhận đến 7 thất bại. Nhưng với việc cả 3 màn đọ sức gần nhất giữa hai đội tại Anfield có tỷ lệ đồng banh đều cho ra kết quả hòa. Tuy nhiên, phong độ đang lên cao ở kèo châu Á là đồng banh, anh em cân nhắc đội khách. Chốt kèo châu Á, đồng banh chọn Arsenal full time. Từ phong độ cho đến chất lượng nhân sự, Liverpool ở thời điểm hiện tại rõ ràng đều lép vế hơn Arsenal. Tuy nhiên, những điều đó không hề khiến Liverpool trở nên kém nguy hiểm, nhất là khi họ được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hơn 5 vạn khán giả tại Anfield. Nên nhớ rằng, cả Man City, Man United lẫn Chelsea chẳng những không thể giành chiến thắng trên sân khách trước Liverpool, mà còn đều bất lực trong việc đưa bóng vào lưới của thủ thành Alisson Becker. Dù chưa chắc đã giữ được 3 điểm ở lại Anfield nhưng Liverpool hoàn toàn đủ khả năng ngáng đường Arsenal. Tuy nhiên, với việc phong độ các cầu đang lên cao, ở kèo châu Âu anh em cân nhắc đội khách. Chốt kèo châu Âu, Arsenal thắng. Còn nhớ ở trận lượt đi tại Emirates, hai đội đã cống hiến cho khán giả một bữa tiệc mãn nhãn với 5 bàn thắng được ghi. Kịch bản này nhiều khả năng sẽ được lặp lại trong 90 phút sắp tới, bởi Liverpool luôn thi đấu rực lửa tại Anfield còn Arsenal với tham vọng giành trọn 3 điểm tất nhiên sẽ không chấp nhận chịu trận. 7 trong 8 cuộc đại chiến gần nhất giữa hai đội trong khuôn khổ ngoại hạng Anh đã khép lại với tối thiểu 3 lần lưới rung, trong đó 5 trận thậm chí còn xuất hiện từ 4 bàn trở lên. Tuy nhiên, trên sân khách Arsenal thường thi đấu khá thận trọng, với kèo tài xỉu 3, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu, 3.0 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số, Liverpool 0, Arsenal 1. Chúc các anh em may mắn, like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.